với chiếc bánh bía khổng lồ nhân mỡ hành. Từ trước giờ tôi mới thấy luôn. Thật ra bánh bía này nó cũng không quá là khổng lồ đâu mọi người, nhưng mà to hơn size của cái bánh bía bình thường nha. Cắt đôi ra thì trong đây sẽ có phần nhân là đậu xanh, mỡ hành và hạt sen. Và đặc biệt là 5 cái trứng muối lận nha. Ôi, nó thơm cái mùi mỡ hành khủng khiếp luôn á mọi người. Không nhận trong đây nó nhiều mỡ hành thiệt nha. Bây giờ anh sẽ cắn một cái ở đây nha mọi người. Cắn. Ôi, nó béo. Mỡ hành thì béo. Nó có lợn cận của hạt sen. Trời đất ơi, lạ quá. Nó ngọt. Nó ngọt lắm, ngon rồi, nó ngọt lắm. Từ cái trứng muối này ngon lắm nha. Nó dẻo, còn vỏ dài nhưng mà nó bị một cái rất là nhiều dầu. Ăn vô với hạt sen nó bị ngọt. Ê, nhưng mà cái món này nó rất là ngọt, béo. Cỡ như là bánh ăn á, tôi ăn là tôi cảm giác là nếu như mà so nó với là bánh trung thu thập cẩm á, là nó còn dữ hơn bánh trung thu thập cẩm luôn á mọi người. Nhưng mà béo lắm, ngon, thích ăn bánh bí ăn thử cái bánh này đi. Nó sẽ không có mùi sầu riêng đâu, nhưng mà nó có mùi, trời ơi, mỡ hành nó thơm. Độc lạ với hộp vịt lộn chay. Ủa, đã là hộp vịt lộn rồi mà còn là hộp vịt lộn chay nữa, khúc này nghe hơi bị lắc lắc luôn á. Một cái hộp vịt lộn chay này tôi mua có giá là 12 cành. Người ta cho mình rau răm nè, muối tiêu nè, rồi tắc nhận kèm luôn nha mọi người ơi. Và đây là bên trong có miếng hộp vịt lộn chay nè. Tôi á thì thấy cái món này kiểu như là dạng như là kiểu cosplay thành hộp vịt lộn chay đó mọi người, là nhìn nó na ná nhau thôi. Tức là vẫn có mấy cái đường màu đen béo béo giống như là cái tủy của hộp vịt lộn vậy á. Cái phần màu đỏ này á mọi người thì nó hơi nhiều nha. Khúc này tôi ăn bỏ muối vô giống như là mình ăn hộp vịt lộn thông thường á, nhưng mà hộp vịt lộn chay thì nó không có cái vỏ màu trắng cứng bên ngoài như là hộp vịt lộn thiệt đâu. À quên, bên trong nó còn có thêm cái màu trắng trắng, nó giống như là cái mề của hộp vịt lộn vậy á. Ăn vô rồi á thì phải cảm nhận được nó là tàu hủ kỳ nha mọi người, nhưng mà cái vị nó ăn rất là ngon luôn. Còn cái mề của miếng hộp vịt lộn này là bằng tàu hủ nha, nên rất là béo, giống giao diện thôi chứ thật ra là ăn cái vị thì nó khác hẳn với hộp vịt lộn. Chôm chôm rừng trộn muối ớt theo cách của hoa hậu Hà Henny. Vàng chôm chôm vàng có vị chua, chôm chôm muối ớt này. Chôm chôm vàng này còn có tên là chôm chôm rừng. Thật ra là coi cái clip của chị Hờ Henny là tôi mới biết được đến cái loại chôm chôm này luôn á. Và chôm chôm theo tôi được biết là từ xưa đến giờ mọi người là nó có màu trắng nha. Đây là lần đầu tiên mà tôi ăn được cái chôm chôm mà có cái thịt màu vàng như vậy luôn. Ăn vào thì nó có vị chua chua ngọt ngọt khác hẳn với lại chôm chôm bình thường, nhưng mà nó lại có cái mùi của chôm chôm. Đó, tôi thấy chị Hờ Henny có hướng dẫn ăn nó kiểu này nè mọi người. Mình sẽ dầm một cái chén muối thiệt là cay nha, sau đó mình sẽ bỏ chôm chôm vào rồi trộn đều lên. Tôi nói mọi người nghe nha, khúc này mà mọi người ngồi ở ngoài mọi người nghe cái mùi thôi là ứa nước miếng liền. Sau đó mình sẽ bỏ một trái chôm chôm vào ăn. Trời ơi, nó cay cay chua chua, mặn mặn của muối mà cái chôm chôm mọi người nó sẽ có một cái lượng nước nhất định đó mọi người, nó tứa ra trong miệng mình. Trời ơi, nó đã lắm nha. Ê, không biết với cách ăn này mình ăn với chôm chôm bình thường được không ta, tại vì chôm chôm rừng á mọi người nó có một cái độ chua nhất định luôn, nên ăn với muối nó rất là hợp. Cái món này là tưởng không ngon nhưng mà nó ngon không tưởng nha trời. Không biết là làm với lại chôm chôm bình thường ăn có được không ta.